Từ cái việc là truyền thống dân tộc của mỗi một dân tộc Việt Nam, đối với dân tộc Dao thì có cái lễ hội cầu làng như là cấp sắc và cưới xin, và các đối với dân tộc Dao còn giữ được cái truyền thống dân tộc từ bao đời nay. Vì cái lễ hội cầu làng ấy, dân làng là tổ chức là cầu hạnh phúc bình an, như là cầu may mắn, cầu mưa cầu nắng, như là cũng thể hiện được cái tinh thần đoàn kết giữa dân tộc với nhau và tinh thần đoàn kết xóm bản, để tuyên truyền cho các cái thế hệ sau, cũng như là tuyên truyền để phổ biến các cái chính sách pháp luật của nhà nước thông qua cái cộng đồng cầu làng, thì bà con có thể hiểu và đoàn kết hơn, sống cho hòa trung hòa hơn, và trong đó là nhân dân là rất là đoàn kết trong cái việc là ổn định thôn xóm này, phát triển kinh tế này, là cái đoàn kết đa sắc tộc là của dân tộc ở trong khu dân cư như là cộng đồng dân tộc Dao. Nói thực tế ra cái lễ cầu làng nó là từ xưa rồi, các cụ gia truyền lại rồi. Thế cầu mục đích là để cho dân làng để cho nó khỏe mạnh này, rồi thì làm ăn phát tài này, đấy là theo phong tục và tập quán chúng tôi phải làm để cho mọi người bình an khỏe mạnh và hạnh phúc. Đấy. Chứ còn lễ cầu làng của chúng tôi thì thường thường là tháng 2. Tức là nếu mà ở gốc là vào ngày mùng 1. Thế ở các cái chi nhánh này là theo yêu cầu của dân ấy, là xa quá thì không đi được, nên là yêu cầu các cháu biết là về để giúp cho dân làng bản, là cho nó yên ổn để làm ăn, thì có vào ngày 15, tức là vào tháng 2 và tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 12 là tổng kết. Trong mỗi một năm có 5 lần, chứ vào ngày 15. Thầy cũng nói là theo cái tập tục của cái này là cái tập tục của dân tộc ạ. Cái địa phương và đặc biệt thứ hai nữa là cái dân tộc của nó. Và cái này là cái lễ cầu làng này là nó là cái kỷ niệm của từ thời gian xưa các cụ để lại cũng bao nhiêu đời nay rồi, nhưng mà chúng tôi lên là bây giờ khi chúng tôi có lên ấy, là chỉ biết là theo các cụ làm như thế, là phải giữ lại cái bản sắc của dân tộc. Thì là cái này cái lễ cầu làng là thì như tôi là bản thân tôi làm chùa, nhưng mà tôi làm chùa nhưng mà tôi thì cầu cho là tình làng nghĩa xóm, tất cả từ đầu năm đến cuối năm cầu làm sao để cho nó mưa thuận gió hòa, làm ăn dân nhân dân làm ăn phát đạt, mà mọi gia đình đến với nhau hạnh phúc sống bình an được là tốt nhất. Thế nhưng mà để là tức là cái này ấy, tôi làm cái này tôi làm từ vẫn rồi xa cho các cụ để lại thôi. Thế nhưng mà tôi là nguồn gốc của tôi ấy, nguồn gốc của tôi học ấy, là của dân tộc tôi là gia truyền, nhưng tôi không phải là thầy yết quảng bóng, tôi là gia truyền đời này sang đời khác. Tôi bản thân tôi là làm đến đời tôi làm là đời 89 rồi.
của làng mình. Nó gọi là cái đình làng ấy. Cái đình làng. Cái này từ xa xưa bác cụ để lại. Vẫn cứ phải thờ cùng bác cụ suốt từ bao nhiêu thời gian. Ngày trước các cụ làm mình không biết là ngày nào, nhưng mà từ khi tôi đứng lên làm là cứ làm vào đúng ngày rằm. Mình làm ở đất này là thấy làm cái gì này tôi cũng làm được 6-7 năm rồi. Nó qua mấy thế hệ rồi, mấy cụ làm rồi. Tài cho làng xóm rồi tất cả xóm bình an hết cái. Còn cái này là cái tôi tổ chức làm này, cái này là không phải thời bây giờ tôi mới dựng lên từ thời cha xưa các cụ bao nhiêu đời nay, các cụ đúc kết ở bên nhà nho mà chưa ta dựng lên rồi. Cái này cái bản sắc của dân tộc này là đạo phần con phần cháu là lên là mình vẫn cứ phải nối dõi theo công đường của bác cụ xa xưa đó. Tức là thứ nhất là làm kinh tế, hai tức là bên con cháu tình làng nghĩa xóm này, tức là cháu ở trong thôn trong giếng này phải tức là phải chơi đôi theo, tức là để coi như là theo cả bên này nhà nước pháp luật cũng như của đảng áo ra để ra phải con theo như thế. Có điều thì là thank you.
cầu cái mình hay làm ờ tìm chú bẻ chú thìn chú man xóm nhà cái gì là mất tìm là mấy quả hồng rồi là phải mai tìm xóm nhà kể cả cái chạy vào này đấy có phải tìm bé đấy cả là nó ngồi làng bên đây sau thì bị kiệt tay kể cả cũng không qua được.